Cũng chiều qua, Tổ đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đơn vị số 4 gồm các đại biểu Vũ Hải Hà, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đỗ Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Sonangol, Thủ Úc, Phó trưởng Ban dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Định Quán. Tại buổi tiếp xúc đã có 5 cử tri với 6 lượt ý kiến kiến nghị về những vấn đề tiền đền bù hỗ trợ quốc lộ 20 cho người dân đến nay vẫn chưa có, khó khăn trong việc lựa chọn sử dụng sách giáo khoa gây trở ngại cho phụ huynh và học sinh. Cử tri đặt vấn đề có nên mở thêm nhà máy điện hạt nhân hay không. Cử tri bày tỏ lo lắng trước tình trạng tín dụng đen cho vay nặng lãi và kiến nghị đề xuất các giải pháp ngăn chặn. Cử tri cũng đề nghị xem xét tăng tiền lương cho cán bộ làm kiêm nhiệm nhiều chức danh v.v. Đại biểu Vũ Hải Hà, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ghi nhận tiếp thu, đánh giá cao ý kiến cử tri, đồng thời trao đổi làm rõ những ý kiến kiến nghị của cử tri. Đại biểu Quốc hội cũng đề nghị lãnh đạo huyện, các xã thị trấn quan tâm thực hiện việc tiếp dân thường xuyên để kịp thời xử lý, giải quyết các phản ánh kiến nghị của người dân.